chỉ mà tụi nhá hãy tụi lo ba của ấy luôn 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 cho tờ nè thì à lúc chơi trên mà chạy chú lo ya lần đầu lúc nì mà ông mới thoát bị từng hôm mới chua một giờ ông mà vô chơi vừa lộ khỏi khổ nọ nọ đó là nì chơi cho tờ thế à của ấy luôn dùng cây Giang Mạch xin phép giới thiệu với quý khán giả trên kênh. Hiện tại thì gian hàng nhỏ bé của Tâm Giang Mạch có những sản phẩm bao gồm là trà đây. Đấy. Mật ong hoa bạc hà, sản phẩm thuốc đại tràng, HG, măng rừng này, dứa rừng này, rồi là chuối hột và đặc biệt là có sản phẩm mật ong khoái rừng tự nhiên xịn. Măng thì cực kỳ đẹp rồi. Đấy, nấm ngọc cẩu ngâm rượu nhé. Công dụng thì rất là rõ, bổ máu, bổ thận, kích thích đường tiêu hóa, thông tiểu. Đấy, bổ dương cực mạnh nhé. Đấy, hoa đu đủ này, măng rất nhiều. Rượu kháu vái lèng. Đấy, mỗi khi mua sản phẩm thì sẽ được tặng thêm một chai để dùng thử. Ngoài ra thì có nụ tam thất và sản phẩm nghệ mật ong bạc hà ngâm nghệ đen. Tác dụng là chữa đau dạ dày, viêm loét dạ dày. Đấy, tăng cường hệ miễn dịch và ngăn sự phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra thì có bột tam thất này. Đấy, và cả hạt óc chó nữa mọi người nhé. Cô ba anh chị mua thì liên hệ theo số điện thoại 0816145678 là Tao Giang Mạch sẽ gửi cho ạ. Xin cảm ơn ạ. Đây làm cái bếp sao? Định dựng gạch làm cái bếp đun hay sao ấy? Bếp nấu cán sao? Dạ, phụ giá chú nè. Chú. Dạ, chú à? Phụ giá ít phụ chú mà bú trâu lì mỗi tù bò bú số chỉ cho tú bú à lại lu lu giờ bú giờ trâu lì ý lì cầu che chu cầu che mà tàn xài nọ cầu che mà trâu lì mà dì bú à nếu mỗi tù bò nào ôn được bú à trâu lú thì chú tôi đó ôn nọ yêu thì mà được bú à cầu che cầu che cậu đấy là gạo ngon đấy, còn bình thường mình gạo như quy trò đại loại là đại loại là có ba cái hỗ trợ cụ 900.000 tiêu trong vòng 6 tháng để mua gạo ăn chứ không phải là nói là mỗi tháng 10 cân thôi, nhưng mà gạo trên mình không đến 10 cân, không hết 150 đâu. 10 cân tầm 130 thôi là gạo ngon nhất rồi, là 13.000 một cân rồi. Do vậy mà anh em mình sẽ mua được 11 cân 12 cân đấy, nó cá mua nó ra nó chú nó ta chỉ tao nha chú chỉ chú à chú mới mấy chứ mù xin chào các bác cô chú anh chị và mọi người quay trở lại với anh em Tao Giang Mạch. Hiện tại thì cháu Hiệp đang vào nhà cụ để mà hát từ giờ chú giờ cho hát từ chú 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 nhang làm cho số chả mong mong à ô li mà lúc chơi giờ chỉ mua xu là lớn lúc chơi mà dần gà sổ cá sổ to no mà cá lỏ xưa là à cho nên cho hơn đi tần tao sợ có sợ mất ông bảo ông em là để có nhà cho nên chơi chả mua nào thế là tổ chơi chỉ nhà chỉ mua rồi nào chỉ mua cho đi lúc cảnh tành mà cho đi xinh ọ đây mua đây chị mua đây là lò mà tu là một số là cao rồi tu ta là lò mới ngày ra một tao ôi giờ đó giờ nó mà uống nó
Bao nhiêu tiền nhỉ, chào nhỉ? 280. 280 à? 280 thì bây giờ 900 trừ 280 thì còn 620. Đấy. Chào tủa nhé. Mặc nhiều áo thế. Xe video thì cũng rất là ấy, nhưng mà vào đây rất là rộng nhỉ anh nhỉ? Rộng à? Em cũng xem video ấy. Nhà cụ à? Em cũng xem đó mà. Em đến em thấy thế nào? Thấy thì cũng rất là rộng luôn, thả máy ông ở rồi. Thế cho nên tàu nó là gì? Hôm nay thì cháu Hiệp vào nhà của cụ thì cũng chả có việc gì đâu mọi người ạ. Dạo. Đây mình ngồi đây đi cho nó mát đi. Xính quay cái quạt về anh em mình ngồi nói chuyện với cụ một tí. Xong là hỗ trợ cụ xem là khả năng là cắt cái đệm bớt đi. Bởi vì là khán giả các cô bác anh chị góp ý anh em mình rất nhiều. Mình thì cứ để vậy thôi nhưng mà tưởng xem có cắt đi được không nhỉ? Cắt bớt đi cho vừa cái giường ấy. Cô Giang Nam Bình An ở Hải Dương gửi cho cụ là 900.000. Thì mong muốn là hỗ trợ cụ ăn trong vòng 6 tháng, mỗi tháng là 10kg gạo ngon. Nhưng mà thật ra thì gạo trên cháu Hiệp thì không đến 15.000 một cân đâu. Ở cỡ khoảng 12-13.000 đã là gạo ngon nhất rồi. Thế nên là hôm nay anh em mình mua cho cụ một bao gạo Dương Vũ mềm, dẻo, ngon. Bởi vì nhà cháu Hiệp thì cũng ăn như thế thôi. Là 280. Nếu mà mua từng 10 cân một thì nó rất là khó. Do vậy mà mình mua 280 này, cụ ăn hết thì lại mua tiếp. Và mua đến khi nào hết cái quỹ của cụ thì thôi. Là quỹ của cô Giang Nam Bình An ở Hải Dương, nơi mà cháu Hiệp học đấy. Thật sự rất là vui là đã gắn bó với Hải Dương được 4 năm. Thì sau khi về nhà làm việc ở trên nhà thì cũng vẫn gọi là rất là nhớ Hải Dương, và Hải Dương như gần như là mảnh đất thứ hai của cháu Hiệp ấy. Khi mà các cô các bác, những người thân quen, những người quê gốc Hải Dương có xem được video của cháu Hiệp thì thật sự là các bác cũng rất là vui và cảm thấy rất là ý nghĩa cái việc làm của cháu Hiệp. Do vậy mà dù nhỏ dù lớn thì đều có những cái món quà gửi tới. Thì hôm nay anh em mình trao đến cho cụ, và thứ hai là đến đôn đốc gia đình là nhanh nhanh phá cái căn nhà trên này đi, bởi vì rất là sợ mưa gió to thì sợ nó ụp xuống đây là nó làm hỏng cái nhà này, hiểu không Tủa? Nên là tích cực là xem là phá đi. Đấy, giờ lúc cháy xó na thiên mù luôn, chỉ thiên mù mà chùa lò mà bông lò mà lìa luôn cháy níu. Chị ta mà mua thua rồi chứ. Đã tên đi mua chẳng mơ ủi khôn là tên hít tờ mà. Ủi khôn đó nì. Chị trâu tờ. Tụi nhá hay chua thiết chí nè. Thả từ mà chí mà tụi nhá hay tụi lò ba ủi luôn 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 trâu tờ nè. Chị à, lúc chả cho nên mà chạy chú lo chị chú lo gia lòng tàu lúc nì mà ông mua thôi bị tụng hút mất chua một chị à. Ơ mà vô cho vừa lộ khỏi khổ nó đó là đi chết trâu tàu thế à. Ủa ấy lút dùng cây. Dùng nó mà chứ chẳng quên đúng rồi. Ủa không một cầu chế ấy dạ. Ơ hôm nay mà chỉ trâu tàu, hôm nay mà ô gà xưa. Đó chứ ấy dạ thỏ lúc chân tu nổ thế mà ô ấy khổ nó chứ ơ tàu trâu tàu đê thế. Ủa mà từ tùa là từ tùa chi là ủa mà hướng này là ô tàu. Mà thế thì thở đó cho vừa ốc ra cho hơi ra dòng cho tát thôi nè. Lòng đấy mình phải chịu. Lòng mà chỉ tao chỉ thôi biết được rồi chứ. Hãy tu của sư luôn, giờ mà nó ca nhau dòng tàu là luôn. Là nó là của tàu là lúc sau là. Ồ, của tàu là. Của tàu. Là vua là lâu quá chứ? Là vua là lâu quá chứ? Là vua của tàu. Bỏ tà luôn, bỏ tà. Từ từ lúc? Nó nhìn nó đang phá. Từ từ lúc chạy. Tủa luôn vô tà. Vậy? Tủa làm nhà thế? Bố làm thôi. Làm ở đâu? Làm trên nhà cũ. Sửa lại à? Làm nhà khác. Làm cái nền đỏ đỏ bên dưới à? Vâng. Dựng gỗ à?
Lấy gỗ làm á? Hay là xây lên? Ý là chỉ tư chí là thay ba. Lên gầy đấy. Thôi nhanh đấy. Đó là cài, là vì ba, đúng là làm vì ba bu. Lì vì ba bu. À, ý là chỉ tạc kia là chỉ xa đúng. Xay hết. Xong rồi nhanh thế. Nhanh thế. Có một hai hôm anh không lên nhưng mà tôi chở vật liệu đây hết à? À, chờ lúc đấy anh em mình gặp nhau kìa. Lúc chồng tròn. Ủa tao là Ủa cháu rồi mà. Lần qua là chỉ mua thêm một cây luôn. Lật máy xong rồi ăn cơm về nhà hết rồi. Ủa Ly, thế thì anh em mình cũng xa xong cho cụ rồi. Tuy nhiên thì còn cái vấn đề đệm để xính hộ anh hỏi xem là cụ ngủ có ngon hay không. Và bây giờ là cái chỗ thừa kia thì bọn anh sẽ cắt ra để gấp lại. Dạ, là phụ để cho nhận ở phụ mỗi chế này. Rồi. Chỉ mò đua là mà. Đó. Đây, mọi người, các bác comment rất nhiều. Bảo là thật ra thì anh em mình hơi sót cái đệm một tí. Nè. Đấy. Thừa một tí nhỉ. Thừa một tí. Đây bỏ cái này ra, bỏ tạm cái này ra. Đây cháu Hiệp sẽ cho mọi người xem cái bình luận của các cụ, các bác về cái đệm của cụ. Đây thì nó vừa rồi. Hôm nọ về hỏi là anh Duy thì anh Duy bảo là cái giường, anh cứ tưởng là giường mét 8. Mét 8 là mét 8 rộng thôi, anh Duy lại tưởng mét 8. Do vậy mà làm cái này thì nhỏ hơn khoảng 3 ngón tay thì khoảng gần 5 phân. Còn là chỗ dài, chiều dài là nó bị như này này. Thì bây giờ khả năng anh em mình sẽ cắt cái này đi nhỉ. Tháo cái này ra này, xong cắt lại. Đây xét ở đây rồi. Đây xong là cắt cái phần xốp này này. Đấy. Đây, các bác bảo là tháo bớt một khúc. Cháu Hiệp ơi. Đấy, tháo bớt. Hoặc là cắt đi thì hơi tiếc một tí nhỉ. Nhưng mà tháo thì lại đến mỗi đây thôi. Không. Không, khả năng anh nghĩ thế này. Mình sẽ có phương án rồi. Tháo xong là mình để dọc lại. Được không nhỉ? Hả? Thử xem nào. Tủa hộ một tí. Bởi vì ngủ như thế này thì rất là khó chịu nhá. Nói thật. Ngủ như thế này sẽ khó chịu. Nếu mà tựa vào đây thì gối trải ra gối. Mà đệm trải ra đệm thì Thì anh em mình sẽ bỏ một. Dạ. Cái lũ. Nói như nào nhỉ? Đây. Cháy đại mùi. Rồi, đây này, nó bị cong. Bây giờ mình ngủ là nó cong hết như này này. Thì cho một cái luôn một. Này, cầm hộ tí chơi. Thử xem nhé. Ủa chả ua à? Như này nó cũng... Thôi. Mình sẽ cắt tầm này. Đó. Cầm cho anh tí xíu nhé. Hôm nọ lắp định cắt rồi nhưng mà sợ mọi người chửi quá nên là không dám. Nên là đấy là cái biện pháp tôi gọi là luôn luôn rồi. Rồi, cho vào cái ga.
Bây giờ cái phần dư thì gấp lại như này. Tinh tinh. Nào. Tao đâu giờ đâu? Cái này thì coi như là bỏ đi. Chơi. Để chơi thôi, nó chi chứ. Tao bà mất thả cái gì mà mất tròn trong đó nè. Thằng anh trong cây mà mất thì áo trong trấu mà nè. Thì rộng. Không có muối à? Không có con muối à? Xính, con muối thì nói thế nào? Muối dùng cây mua à? Ở bữa món tôi muối dùng cây mua. Ông đến thích làm gối à? Làm gối để làm dưới. Gối để... Ê, cho hông, giờ. Yeah. Lên mà cho hông. Cho hông cá, ờ. Gối có, chiếu có. Đây. Mình nhỏ tao mua à mà chỉ pu mu oxy đâu. Giờ pu giờ pu chứ. Lấy oxy mà oxy thỏ đi chứ. Nó cú gì cú à giờ? Bư cú gì cú à? Cú mà chỉ dùng là mà. Chỉ cú ăn tao. Chỉ cú ăn tao mà tao. Bởi vì ở đây thì ban đêm thì khi mà ở đây thì cao hơn rất là nhiều. Nếu ban đêm thì nó sẽ mát hơn nhiều thôi. Và mở cửa sổ ra các thứ ngủ nữa thì cũng sẽ đệm là hợp lý thôi. Với cả tuổi già thì một quạt có khi còn sợ lạnh đắp chăn và đệm nữa thì đây là điều đương nhiên thôi. Bây giờ anh em mình đấy xử lý gọn gàng luôn. Cắt luôn. Đó. Thì hôm nay anh em mình trao gạo đến cho cụ rồi và đã xử lý xong cái vấn đề này rồi. Mà cái chính là đây gần như là xính là vị khách đầu tiên đến cái nhà này. Đúng rồi. Em cảm thấy thế nào? Như lúc nãy nói là thấy rộng hơn rồi. Xem video thôi thì cũng thấy nó rất là chật. Nhưng mà vào đây luôn thì nó rất là rộng, rất là cao. Đấy. Rất là đẹp. Nhà tắm, nhà vệ sinh đầy đủ hết các mọi thứ. Ông mình thì thả máy ở rồi. Có nóng không? Không nóng. Trên này cao thì vẫn ở bình thường. Anh em mình thì thích tâm sự thôi bởi vì là mọi thứ nó được chứng minh bằng thời gian hết. Do vậy mà khi mà anh em mình có chia sẻ với nhà cụ Súa và bàn ra tán vào thật sự là cũng... Vâng, dạ học. Anh em mình cũng hơi buồn tí nhưng mà thật sự các bác mà có thắc mắc thì đúng là cứ lên đây đi cùng thôi. Chứ không phải là đi làm mà là đi trải nghiệm cùng anh em mình thôi sẽ thấy được rằng là nó như thế nào. Đấy, hôm nay thì một lần nữa là chân thành cảm ơn cô ở Hải Dương. Cô đã tài trợ cho cụ là có 6 tháng gạo ăn rồi. Thì tủa về đây anh bảo này, bây giờ là có một bác ở Hải Dương hỗ trợ cụ mình, ông mình ấy, là từng đấy tiền để ăn trong từng đấy tháng. Hôm nay anh mua hết 280 rồi, thế là còn 620 nữa thì hết gạo là gọi cho anh nhé. Ví dụ là còn khoảng 5 bát nữa chẳng hạn thì gọi anh Hiệp ơi, ông còn 5 bát gạo nữa thôi, anh mua gạo cho ông thì anh sẽ mua lên nhé. Bởi vì anh đang cầm tiền của cụ mà. Anh mà đưa cho cụ thì cụ cũng không thể tự đi mua được, không điệu được. Nên là tốt nhất là anh ở dưới thì anh mua lên cho cụ cho nó dễ nhá. Ông thì già quá rồi thì rất khó đi. Yếu rồi. Yếu rất là mệt thì... Bây giờ em hộ anh bảo ông đi. Hộ anh bảo ông những cái em vừa nói đấy. Là bây giờ hết gạo thì gọi cho anh để anh còn... Dạ, thật chứ một lên là vô tầm ông một hai... tu sinh tuổi này giờ này hụt tiền nó tiêu là hiểu mà youtube đó nè thọ chú một chỉ trọng điểm gì mà ông hay
ở hai một khu tiền mà tức là hết là nhiều tuần luôn. Không là nó tạm phát triển nó tạm một khu tiền. Ít bao thì giờ nói từ mà tới ít lì đó. Chỉ gió đó. Hả? Bên đâu? Cháu nói gì? Cháu nói lì mà. Nói chung là tùa làm ở đây hoàn toàn đúng không? Ở với cụ hoàn toàn. Phần lớn là tùa ở đây là để hỗ trợ cụ sinh hoạt. Nói thẳng là hỗ trợ cụ sinh hoạt vì tuổi cao sức yếu rồi, đi lại nó cũng không được ổn định nữa. Thì tùa ở đây là hỗ trợ nấu nướng rồi là ở với cụ. Do vậy mà một bao gạo thì có lẽ là một tháng thì không đủ, nếu mà hai ông cháu thì không đủ, một mình ông thì lại không hết. Đấy, do vậy là anh em mình dự kiến là sẽ hỗ trợ cái khoản 900 nghìn của cụ thì sẽ được khoảng 4 tháng là ăn đến từ nay đến cuối năm. Bây giờ đã là giữa tháng 6 rồi mà. Thì là đến cuối năm dương lịch. Thì dù lớn dù nhỏ, dù nhiều hay ít, nhưng mà tất cả những cái tấm lòng thơm thảo của các bác gửi đến thì đều được trao cho cụ, và cụ là người được hưởng. Rồi là sẽ được an nhàn hơn những cái tuổi về già, như bếp ga này, nồi điện các thứ anh em mình cũng đã hỗ trợ là những cái điều tuyệt rồi. Cô đi nó ta chị táo không nhỉ? Cô đi ta. Chị ta. Uống cay đấy. Cay lắm mà. Nó nó cay. Chết tim. Nó nhìn nó. Chết tim mà sơn dấu đấy mà chỉ khác là nó mà u kia oppo đấy nó kia chứ chỉ có nó mới ta. Lão mình nó chỉ tạ chỉ tạ po ít tảnh mà ít po dư luôn. Đấy. Cho tìm mà lão vậy lão mà lão chạy mà dù po sang cho chị mua để cứu chị mua lão cái trói lúc hai vậy ok nó. Bây giờ đang lo nhất là thật ra anh em mình cũng nhắc gia đình nhiều, tuy nhiên thì mấy hôm nay thì nhà cụ con trai của cụ ấy là đang làm nhà mới, do vậy mà chưa hỗ trợ được là phá dỡ đi. Tuy nhiên thì anh em mình sẽ dặn gia đình là thu xếp sớm nhất, bởi vì là mưa gió thì một cơn nó hất văng cái xuống đây thì thứ nhất là nó hỏng nhà dưới này, thứ hai là cũng không an toàn cho cụ ở nữa. Bây giờ nó không còn cái gì rồi, còn mỗi cái khung mà gọi là ngàn cân treo sợi tóc rồi, lung lay trước gió rồi, nên là cố gắng phá được sớm ngày nào thì hai ngày đấy thôi. Đấy. Anh em mình uống nước xong là đi về thôi nha. Sinh có thích làm mẫu nhà kiểu này không? Cũng thích đấy. Hả? Vì làm xong rồi thì nó rất là mát. Không phải, nhà này để nói thì nếu mà thi công ở chỗ em ấy, anh đã từng làm một căn này rồi, tức nghĩa là anh sẽ ước chừng được cái khoản tài chính. Nếu mà làm chỗ em thì sẽ không phải vận chuyển nhiều, bởi vì là ném một phát là đến nền đất rồi. Đúng. Tuy nhiên thì cuộc đời em còn quá dài. Bởi vì bây giờ đang có 20, 21, đúng không? Đúng rồi. Còn chưa đi được 1/3 đời người. Thì mình sẽ xây cho nó chắc chắn. Đúng rồi. Như cụ thì bây giờ là cụ là tuổi cao rồi. Đấy, với cả là thì ở đây là vận chuyển rất khó. Đúng rồi. Tất cả đều vác hết, không có cái gì là để ấy đâu. Vâng. Xe máy không chở rất được đâu. Rất là xa. Toàn 2 cây số. Ở chỗ cụ thì chẳng qua là do địa hình thôi, không là anh cũng xây rồi. Do địa hình, do con người và do yếu tố là chủ nhà nữa nên là xây. Nói mẫu này để em thấy thôi chứ không thể làm mẫu của em như thế này được. Bởi vì là nói gì thì nói, nhà lắp ghép sẽ không bao giờ bền bằng nhà xây. Đúng rồi. Về cái độ bền theo năm tháng. Thứ hai là nó sẽ không phù hợp với nhiều nơi. Đúng. Những nơi thuận tiện thì mình không thể nhà lắp ghép được, như thế là nó rất là ấy. Đó. Hôm nay là Sính là vị khách gần như là đầu tiên khi từ khi xong nhà cho đến từ khi bàn giao đến bây giờ là Sính là vị khách đầu tiên mà cùng anh em mình đến thăm cụ cũng như là đến thăm nhà. Thì cái cảm nhận nhá, anh em mình không hề nói tốt cho nhau tí nào đâu. Thằng em nó tự nói là nhìn rộng, rất là rộng, rất là cao, rất là đẹp.
Lúc mà xem video thì vào nhà thì rất là chật luôn, cũng rất là thớt, mà vào đây luôn thì rất là rộng, rất là cộp, thì ở nó mát hơn nhiều rồi. Thì anh chỉ dặn dò như thế thôi nhất tuổi nhá, xong là bọn anh cũng đi về đây, cũng lại vội vội vàng vàng rồi. Quà các cụ các bác ai gửi đến thì cháu Hiệp sẽ cố gắng thu xếp thời gian nhanh gọn lẹ để lên. Đấy, hôm nay thì đi một công đôi việc cùng em Xính vào chỗ nhà em Xúa thì cũng tạt sang đây luôn để mà trao món quà cho cụ, cũng là thông tin tới mọi người xem cuộc sống của cụ có khó khăn gì không hay là bất cứ vấn đề gì. Thì nước thì tối là thả nước về một téc cho ông nhá, để một ngày ông dùng một téc chắc không hết đâu, nhưng mà cứ thả về cho ông để cho ông có nước dùng. Thì bếp ga các thứ là dùng ngon hết chứ. Nước có vấn đề gì không? Rồi, thế là được. Có vấn đề gì điện cho anh, điện đóm các thứ thì không có gì trục trặc đâu gì. Thế là tốt rồi. Thì anh em mình chào cụ thôi, để đi về thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Cảm ơn các cô các bác đã tài trợ cho anh em mình trong cái nội dung này. Thì những hoàn cảnh mà anh em chia sẻ, rất mong mọi người sẽ lan tỏa và chia sẻ cùng nhau. Hẹn gặp lại mọi người trong những thước phim tiếp theo. Xin chào.